À, vâng, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog. Em cũng muốn chia sẻ một câu chuyện của bà Loan Phú Thọ như là cô chú, anh chị, các bạn cũng lâu ngày đang ngóng tình hình về vụ việc của bà Loan như nào và ra sao, đúng không ạ? Sau đây cũng mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn cùng em nghe một vị khán giả người ở Phú Thọ cũng chia sẻ được biết và rất là vui mừng với cho bà Loan sắp lấy lại được thứ gì bà đã bị mất. Vâng, thì cũng vị khán giả đó thì không muốn cho biết tên mình và cái thì em cũng giả giọng nhái thêm một chút đi, để mong sao cô chú, anh chị và các bạn công cảm cho em ạ. Và sau đây mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn cùng em nghe vị khán giả chia sẻ câu chuyện của bà Loan. Mời tất cả cô chú, anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm 12 là các cơ quan chức năng có thẩm quyền từ địa chính cho đến phòng tài nguyên môi trường, rồi thì luật sư về là để xác minh lại cái mảnh đất của bà Loan, hiện tại là nguồn gốc đất có từ bao giờ, ai là người đứng sổ bìa đỏ đầu tiên ở miếng đất đấy. Đó, họ địa chính họ đo đất, là rồi cơ quan chức năng họ làm việc thì có cả luật sư về, thì cô cũng là người dân làng hàng xóm thì cô cũng ra đấy, thì cả một đoạn đường dài là cả một đoạn đường dài chú ý là rất đông, coi như dân làng hàng xóm họ thấy cơ quan chức năng về thì họ cũng kéo đến đấy, đến thì địa chính thì đo đất, còn luật sư và cái phòng tài nguyên môi trường là họ kê khai hết tài sản của bà Loan, từ đất ở cả bao nhiêu mét vuông nhà rồi thì nghĩa là trong nhà có tài sản cái gì là kê khai tất. Đấy, từ trước nay là kê khai tất, thì cô cũng có tới, thì cô thấy mọi người thì cứ chỉ trỏ là kia đất, kia là luật sư của bà Loan, kia là luật sư của cô Lịch đấy. Thì luật sư của cô Lịch thì nhiều người là họ cũng phẫn nộ, họ bảo là nói nôm na là họ bảo là ông luật sư của cô Lịch này là chỉ vì đồng tiền thôi, biết sai trái mà vẫn cứ biết Lịch sai nhưng mà vẫn cứ bảo vệ cho Lịch ấy. Nhiều họ mắng ở họ, nhiều họ nói những câu nó không được hay và như chửi tắt nước vào mặt ấy. Đấy, rồi thì mua hoa quả về thì họ không mời, họ mời mọi người khác thì người ta cũng không mời luật sư đấy. Nói chung là người ta cũng không tôn trọng lắm. Đấy, thì ông luật sư cũng có nói là nghĩa là mọi người không có học. Thế nhưng mà có một bà bức xúc, bà lên tiếng, bà bảo là không có học nhưng mà vẫn cần hơn những người không có đạo đức. Đấy, thì nói chung là họ nhìn luật sư với con mắt nó không được thiện cảm lắm. Đó, họ nhìn luật sư đấy không được bằng con mắt nó thiện cảm lắm. Thì còn luật sư của bà Loan thì bảo là sau khi là xem xét nguồn gốc đất và kê khai tài sản thì luật sư của bà Loan có nói là bà Loan khả năng sẽ cao là sẽ lấy được đất, được lại đất, mà lấy được nhiều hay ít thôi. Lấy nhiều hay ít thôi chứ còn chắc chắn là phải lấy được một ít đất để lấy chỗ thờ phụng tổ tiên ông bà rồi chồng, rồi nay mai bà ấy chết cần có chỗ để thờ cúng, rồi có các con gái còn đến hương khói. Dân làng cũng đang mừng cho bà Loan, là mong cho bà Loan là lấy lại được một ít đất.
Đúng là bà ấy già rồi, bà ấy không sống được bao lâu, nhưng bà ấy vẫn cần đất để bà ấy cần sinh sống quãng đời còn lại, với lại bà ấy còn 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 các con gái còn đến chăm nom bà ấy lúc ốm đau tuổi già rồi, cần chết cần có chỗ làm ma chứ. À, nông thôn nó là như phải như thế đấy, nên là nó không biết là cộng đồng mạng có biết cái tin này chưa, nhưng mà riêng cái dân làng ở đây ấy là vừa bức xúc cho chị Lịch nhưng mà cũng vừa mừng cho bà Loan. Nếu như bà Loan là chị Lịch là cái bị sai lệch về cái vấn đề sang tên nhà đất thì bà Loan lấy đất lại thì mừng cho bà ấy đấy. Thế còn đúng sai thì đã các cơ quan chức năng là phải đi vào cuộc, chắc là cần phải nhiều, con phải triệu tập lại, con phải nhiều 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 từng bước chứ không phải là ngày một ngày hai mà lấy được lại đất ngay đấy. Thì cháu cũng nghe được biết, thì cũng người cũng kể cho cháu được biết là luật sư của bên bà Loan ấy, thì nói cho cháu được biết thì là bà Loan thì chả không biết là cũng lấy lại được mảnh đất đó để mà thờ ông bà tổ tiên ra tiên, thì mà không biết là lấy được nhiều hay ít, tốt nhất là bà lấy lại được mảnh đất đó. Hôm nay cháu cũng nghe được cô cũng chia sẻ cho cháu, thế là cháu cũng rất là vui mừng cô ạ. Rồi thế còn hôm ấy thấy là gọi cả chủ đất lên, chủ mua đất lên, thì chủ mua đất là hỏi là thế mảnh đất này bây giờ là ai đang quyền sở hữu cái chỗ đất ấy đấy, đấy thì ông chủ đất bảo là tôi mua. Thế thì không biết là cái ông đấy là bên tài nguyên môi trường hay công an hay là cái gì đấy thì không biết, thế nhưng mà bảo có người bảo mấy anh ấy là anh mua, tại sao mà bây giờ bà Loan vẫn trồng cây rau cây cây cối trên mảnh đất này được, tại sao mà bà Loan vẫn còn trồng lên đây được, thì anh Điền anh không nói nào. Thế còn bà Lan đột biến ấy thì là hôm ấy là nghe nói là cũng được triệu tập đến nhưng bà không không đến, bà ủy quyền cho cái anh mẹ con bà ấy thuê ủy quyền, ủy quyền không dám xuống. Xuống hôm ấy thì dân làng người ta như tát nước vào mặt bà ấy chứ. Xấu hổ với dân làng không dám xuống, cũng xấu hổ đấy. Thông đồng với con chuyên đất của thông gia đi bán như thế mà không hỏi ý kiến bà ấy, bán vụng bán trộm thế là không dám xuống đâu. Mặt mũi nào mà xuống mà nhìn thông ra mấy dân làng người ta khinh thường ấy chứ. Đấy, chả biết là cơ quan chức năng họ làm việc chắc là phải công bằng, công công tâm chứ không thể thiên vị về ai được. Đấy, nếu mà sai sót về đất cỏ, về cái giấy tờ ấy mà thì bà Loan sẽ lấy được lại đất. Bây giờ nó âm mưu nó chuyên sang mẹ nó đẻ nó bán, nó thâu tóm cất đất để nó hất bà đi, bà nó không nuôi, vô đạo đức như thế. À, vâng, là cháu cũng cảm ơn cô cũng chia sẻ thông tin cho cháu được Rồi đấy, cháu cứ đưa lên cộng đồng mạng cho người ta theo dõi cái vụ việc này, cho người ta biết để xem là để theo dõi xem là giải quyết như thế nào đấy, để cho mọi người, nhiều người người ta muốn biết nhưng người ta không có thông tin, phải không? Người ta không có thông tin thì người ta nhiều người muốn muốn biết lắm đấy, cứ đưa lên cho mọi người biết cùng biết thế nhá. Vâng, chào cảm ơn cô ạ. Chúng ta cô ạ. À vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, ta vừa nghe được biết đúng không ạ? Rất là vui mừng và với bà Loan đúng không ạ? Sau đây cũng cô chú anh chị và các bạn thấy video hay có ý nghĩa trong cuộc sống xã hội, cô chú anh chị các bạn ta bớt chút thời gian ấn cho em một nút like và đăng ký để mình nắm bắt được thông tin sớm nhất trong ngày. Sau đây xin phép dừng video. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đến video tiếp theo lần sau ạ. Chào tất cả cô chú anh chị ạ.